nướng ăn rồi đó. Vô từ, vô từ, lobster. Lá lốt bên kia. Lily ăn sợ mập hay sao không dám ăn. Tương âm nhôm một sợ mập đó. Có. Nấu. Lấy đồ ăn mà, lấy đồ ăn cho ăn đó. You did? You eat this? Mẹ làm cho luôn mà. Oh my god, he gave me too much. Lá lốt ở nhà chồng luôn. Oh yeah? Yeah. Lá lốt mà mẹ của mẹ của mình gửi nè. Wow. Oh, còn cái bò kho nữa. Bò kho nữa. Bò kho nữa. Ồ, cái đó ngon lắm á. Dạ dạ dạ. Điện lên, ăn nó về. Về vừa qua. Tí nào qua ông đi câu mới về. Đi câu gì? Ờ, ông đi câu ở đây, ông câu mấy con silverfish á. Silverfish? Yeah. Mới, bắt đầu mới. Cái này bị mới. Hả? Cái bắt tài mới sắm cái ly, cái cốc uống rượu mạnh lắm em. Ừ, đúng rồi, tài thấy cái cốc uống rượu mạnh. Ừ. Cốc mình để không được rồi. Mấy ông ngồi đây nhậu. Đó, thôi lưu xin á. Wow. Bữa nay uống này chết lắm ha. Chết rồi. Ủa, có vụ này nữa hả? Có vụ này nữa. Mọi người nha, cái này là cái món này nha. Mời tất cả mọi người. Phân nửa nữa hả? Kaboom. One more for you. No, no more. Ghê quá. Ồ, dữ dằn quá mẹ. Oh my god. Mình hay cốc với anh em. Cái dẻo chứ. Dẻo gì cũng 40 độ chứ. Dẻo lắm anh. Nó dẻo. Tiên một shot kìa. Đó, nãy giờ đâu có gì. Tiên hai tiên. Uống rượu da da bôi. Giống chàng với chị đây. Biết đi chứ. Da bôi này rồi nè đó. Cheers. Yeah. Bôi bớt nha. Giống chào, giống chào. Tự nhiên nha anh Dũng. Nói chuyện vui. Không, là giống Việt Nam có vậy đó. Mày ta. Sao thấy Linh? Được. Ngon, ngon, very ngon. Lấy toàn là càng không vậy. I know, right? Lấy cho mình. Lấy cái mình dễ gỡ. Hả? Em chồng đủ. Bây giờ là vậy hả? Em cũng biết hả? Sorry. Đi câu giờ tắm ba vòng muốn xịt không biết là nghe cái mùi tanh cá mình đi câu mình ra mãi mùi tanh còn hơn cá nên là làm sao mình biết mùi cá tanh cá. Bữa nay câu có sóng gió bên này không có dùng đi trong bay mà hết chai đó là hết cầm can nha. Em đi sao? Rồi hết chai đó là hết cầm đi. Cho ăn. Không có. Anh sốt rồi. Con ở nhà tới nhớ nó nè, cái này không còn. Đây nữa đó hả? Cao. Wow.
Trời ơi, còn thêm là xây không nữa. Phải là không? Quá sáng rồi. Lúc nào cũng ngon hết rồi. Nhà anh đáng mơ đúng không? Hỏi vợ tôi đâu mà nó. nhìn ổng không thể nào mà nghĩ rằng là 80 đâu. Quá xả luôn. Vũ tưởng đâu là một lần thôi chứ đâu có nghĩ là dữ như gần vậy hả? Bởi vì nãy giờ mọi người cứ căng với trời đó cô ơi, chứ nhìn giờ chết. Em cũng ngon rồi. Ba dạ là dạ có dạ dạ mấy tài anh thương nha, review coi mấy tài tiêu review lớp tà sao anh viết anh tưởng tượng anh giống như anh Việt Thảo vậy không, lớp tà này là bình dân, lớp tà này là bình dân lớp tà. Xin mời có đồ bẻ không, có đồ bẻ mình lột ra miếng ăn sao ăn giùm cho quý vị nha. Please don't mad at me. Đừng cái đừng chờ đó 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 ok của cái ok đưa lên rồi quất coi sống mà nhung nhanh ok ơi phải cho cảm giác coi sao đẹp nè. Chắc xỉu quá. Bia tay đỡ không ơi. Lớp tà, cái thịt con lớp tà thật dù cho mình không có xào gia vị thì ăn cũng vẫn ngon. Nó có chất mặn tự nhiên của nó. Thật ra là tài thì bút cho mình mọi người một cái càng với mình anh tắt xoài ghê. Em đạp sẵn nó nứt ra rồi. Khỏe thôi à. Càng nào em cũng đạp sẵn thôi. Cái này của anh Quốc nè. Anh Quốc. Cái này
Thôi gớt cái bao nữa. Cái bao nữa. Ủa hôm với lại dì Sương nè. Trời ơi, giật mê luôn á. Giật kêu bằng đó. Cái thùng bự này của ốc tiêu. Dạ, ừ, bởi vì mê quá rồi. Thằng kia là ốc tiêu. Đây, cái này. Cái này của anh Vũ. Vũ. Cái này của Mai phải không? Anh Dũng, chị Khanh đó, của Mai với David, Mai với Chanel á. Cái đó của bà nội. Của Mai, của David, của chị Bảy nè. Cái này của anh Dũng, chị Khanh. That's it. Cái này của ai? Cái nào? Cái này của Mai, Mai với David. Này. Cái này hơn với dì Sương. Tới 80 kìa. Cái này. Cái này cái này của anh Dũng với chị Khanh. Anh Dũng với chị Khanh. Cái này của chị Trang. Chị Trang. Còn hai rối rồi. Còn hai rối nhiều quá. Cái rượu này đẹp mà uống thì không nở. Okay, bye mọi người đã xem video của mình. Hẹn gặp lại video kế tiếp.